Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chùa Ba Vàng đã gỡ tất cả các thông tin giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật sau khi có yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm tiến độ 3 tháng vì sao? Cơ trưởng của một hãng hàng không Việt Nam cùng với bạn gái điều hành đường dây mại dâm phục vụ các đại gia. Nhân viên một công ty truyền hình cáp chết tại văn phòng ở Bình Dương. Nga tố Ukraine đánh bom chùm làm ít nhất 20 người chết. Israel phá hủy đường hầm từng là nơi ẩn náu của lãnh đạo Hamas. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 31 tháng 12. Liên quan tới vụ việc xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, mới đây báo Giác Ngộ cho biết Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ký văn bản yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu Chùa Ba Vàng và Đại Đức trụ trì gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc của Đức Phật ở Chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên. Ngày 30 tháng 12, Chùa Ba Vàng đã có báo cáo gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam như yêu cầu. Văn bản báo cáo cũng được nhà chùa công khai trên trang web của chùa. Chùa Ba Vàng cũng đã gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật trên website chuabavang.com lẫn các trang mạng xã hội. Cùng với chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 29 tháng 12, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh sự việc. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên, sau một năm khởi công, hiện tiến độ thi công của dự án mới đạt hơn 16%, chậm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Chủ đầu tư dự án cho biết nguyên nhân chậm chủ yếu là do thiếu cát, thậm chí nhiều đoạn không có cát để thi công. Cao tốc về miền Tây đã được nối dài đến Cần Thơ. Hơn 20 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ngóng trông cao tốc về đến đất mũi Cà Mau. Tuy nhiên, tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 30% so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cát. Hiện tại, so với nhu cầu cát sử dụng hàng ngày, chỉ đạt khoảng 60%. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, đơn vị đang làm thủ tục với các mỏ cát để cung cấp cát cho công trình đủ số lượng. Nếu trong thời gian tới, lượng cát cung cấp đủ sẽ tăng ca, tăng kíp làm để cố gắng bù đắp khối lượng công trình. Sau gần một năm thi công, tổng giá trị sản lượng đến nay được 3.100 tỷ trên tổng số hơn 18.800 tỷ đồng, đạt 16,5% hợp đồng. Tiến độ này chậm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Hiện nay, các địa phương mới bố trí cho dự án được khoảng 5,7 triệu mét khối cát, trong khi tổng nhu cầu dự án cần khoảng 18,4 triệu mét khối cát. Tối 30 tháng 12, tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023. Đông đảo người dân và du khách đổ về quảng trường thành phố Sa Đéc tham dự. Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, với chủ đề Tình đất, tình hoa, đây là dịp giới thiệu một cách đầy đủ toàn diện hơn với bạn bè xa gần về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của Hoa Kiển Sa Đéc. Ông Phong cho biết, từ một làng hoa khiêm tốn, đến nay, Sa Đéc đã mang hình hài, dáng vóc của một thành phố hoa với diện tích trồng gần 1.000 hecta, hơn 2.000 giống hoa, kiển, cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm một năm khắp các tỉnh thành cả nước và bắt đầu hành trình vươn xa ra thị trường quốc tế. Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần này được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa, kiển, đưa sản phẩm Hoa Kiển Sa Đéc vươn xa và lên một tầm cao mới. Lễ hội diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các điểm tham quan tại thành phố Nha Trang trong ngày 31 tháng 12 như bến tàu du lịch Danh Thắng Hòn Chồng, Tháp Bà Bonaga, Viện Hải Dương Học, lượng khách đông hơn so với ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen chúc, giá cả tại các điểm tham quan không tăng so với ngày thường. Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng bến tàu du lịch Nha Trang thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết,
Trong ngày 31 tháng 12, có 4.113 khách trên 199 chuyến tàu đi tour biển đảo trong Vịnh Nha Trang, tăng so với ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 828 khách trên 60 chuyến tàu. Tương tự ở phía Bắc Nha Trang, tour đảo Khỉ, đảo Hoa Lan cũng phục vụ khá đông khách tham quan. Cũng trong ngày 31 tháng 12, tàu du lịch cao cấp Westerdam đã cập cảng Nha Trang lúc 8 giờ với số lượng khách trên tàu là 2.000 khách, đa số khách đến từ Hà Lan. Lịch trình tàu đi từ Thái Lan, cảng Phú Mỹ, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Đến Nha Trang dịp này, du khách được đi city tour với các điểm tham quan trong thành phố, đi dạo bằng xích lô hay học nấu ăn truyền thống tại nhà hàng ngoại ô Nha Trang. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa cho hay, dịp Tết Dương lịch 2024, Khánh Hòa có những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng để chào đón năm mới do địa phương và các doanh nghiệp tổ chức. Đặc biệt chương trình ca múa nhạc thời trang đặc biệt chào năm mới 2024, Khánh Hòa niềm tin và khát vọng và bắn pháo hoa chào đón năm mới khoảng 10 phút. Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, tính từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh đã đón 25 chuyến tàu biển với số khách lên bờ tham quan 45.874 khách. Đặc biệt đây là chuyến tàu biển cuối cùng khép lại năm 2023 để bước sang năm 2024. Sau một thời gian phát hành bản audio, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, phát hành MV Chữ Hiếu Chữ Tình trên kênh YouTube cá nhân vào tối ngày 30 tháng 12. Chữ Hiếu Chữ Tình do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác. Hồng Loan cho biết lý do cô phát hành MV ca khúc này vì thích ca từ và thông điệp của ca khúc. Hồng Loan cũng khẳng định việc ra MV chỉ với mục đích giữ làm kỷ niệm và khẳng định cô không có ý định làm ca sĩ. Sau 20 tiếng phát hành, MV Chữ Hiếu Chữ Tình có gần 120.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận khen giọng hát Hồng Loan. Đây là con số mơ ước của nhiều người. Nhiều khán giả để lại bình luận: Hồng Loan rất giống chú Vũ Linh, rất thích nghe Hồng Loan hát. Hồng Loan chân chất, giọng hát một mạc. Ngày 31 tháng 12, Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Trần Cao Nguyên, 41 tuổi, Nguyễn Thị Ly, tên thường gọi là Quả, 29 tuổi và Huỳnh Lê Bảo Yến, 41 tuổi về hành vi chứa mại dâm. Đáng chú ý, Nguyễn Trần Cao Nguyên hiện là phi công, cơ trưởng của một hãng hàng không ở Việt Nam. Trước đó, phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé bắt quả tang nhóm Nguyễn Thị Ly, Huỳnh Lê Bảo Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm tại một căn hộ ở khu dân cư Vinhomes Golden River trên đường Tôn Đức Thắng. Nguyên và Ly khai nhận khi khách có nhu cầu mua dâm thì được phục vụ tại các phòng trong căn hộ, giá bán dâm đến vài nghìn đô cho một lần quan hệ tình dục. Để hoạt động, Ly liên kết với Võ Thị Minh Thụy, 33 tuổi, tìm kiếm gái bán dâm để ăn chia với nhau và kêu Yến giúp sức thông qua việc đi chợ mua đồ ăn thức uống, phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ghi sổ các lần khách quan hệ tình dục. Ngoài việc chứa mại dâm như nêu trên, Ly còn khai nhận môi giới phụ nữ bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Hồ Thị Hạnh, 22 tuổi và Đậu Thị Liên về hành vi môi giới mại dâm. Theo công an, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt, phô trương cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội để lôi kéo các cô gái trẻ tham gia vào đường dây. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Hạnh khai nhận đã quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Ngày 27 tháng 12, lực lượng công an kiểm tra khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, phát hiện U, 23 tuổi, người mẫu ảnh và H, 27 tuổi, hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 50 triệu đồng một người một lượt. Tại khách sạn Bonita, trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, có hai hot girl, trong đó một người hiện là sinh viên, bán dâm với giá 14 triệu đồng một lượt. Cả 4 người bán dâm khai nhận được Hạnh và Liên môi giới. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh Liên được hưởng số tiền từ 4 đến 15 triệu đồng. Ngoài việc môi giới, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp bán dâm với giá 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng một lượt, tương đương 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ cho các đại gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 31 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã bắt khẩn cấp Phan Hoàng Phương, Lê Thành Vinh và Nguyễn Thị Thảo là tổng quản lý của hai nhà hàng Ruby và Thảo Vi,
cùng nằm trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, về hành vi môi giới mại dâm. Theo công an, hai nhà hàng này tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp, mỗi ngày tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên nữ. Tại hai cơ sở có khoảng 100-150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi, khỏa thân, nhảy sexy để mục đích kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng. Mới đây, công an kiểm tra hai nhà hàng trên, phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách. Tiếp tục kiểm tra tại các khách sạn, phát hiện có 4 cặp nam nữ mua bán dâm với giá từ 3 triệu đồng một lần và 6 triệu đồng một lần qua đêm. Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết ở văn phòng công ty truyền hình cáp. Theo điều tra ban đầu, cuối giờ chiều ngày 30 tháng 12, nhiều nhân viên sau giờ làm việc thì về lại văn phòng chi nhánh công ty truyền hình cáp trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Tuy nhiên gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ông B, 44 tuổi, quê Ninh Bình ra mở cửa. Sau đó các nhân viên cậy cửa vào trong thì phát hiện ông B đã tử vong ở khu vực nhà kho của văn phòng. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, hiện trường có một tờ giấy ghi nội dung xin lỗi bố, xin lỗi các con vì dính vào nợ nần. Tại buổi họp mặt báo chí mới đây, Thượng tá Đoàn Văn Quế, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Theo đó, trên các tuyến giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua đảm bảo an toàn không xảy ra ùn tắc. Chỉ có duy nhất một vụ ùn ứ xảy ra vào 20 giờ ngày 29 tháng 8 đến 4 giờ ngày 30 tháng 8 ở khu vực xung quanh cảng Cát Lái. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tình hình thực tế không phải như vậy. Theo Thượng tá Đoàn Văn Quế, vụ ùn ứ giao thông khu vực xung quanh cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu là do mưa lớn, mất điện đèn tín hiệu giao thông. Lễ 2 tháng 9 xe ra vào cảng Đông. Riêng 4 vụ ùn ứ khác tại khu vực cảng Cát Lái, Phú Hữu chưa được đề cập. Ông Quế cho rằng xuất phát từ nguyên nhân khách quan là do va chạm gây cản trở giao thông. Đèn tín hiệu giao thông bị mất điện trúng vào khung giờ cao điểm. Phương tiện tăng đột biến cùng một thời điểm. Tuy nhiên, Tuổi Trẻ Online từng phản ánh, trong năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 3 vụ kẹt xe. Cụ thể, vào sáng ngày 30 tháng 8, hàng ngàn xe nối đuôi nhau chôn chân trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức suốt nhiều giờ liền. Nguyên nhân được cho là do lượng xe container quá đông gây kẹt xe. Hay như vụ kẹt xe nghiêm trọng vào tối 20 tháng 10 ở khu vực các đường D5, Ôn Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải mướt mồ hôi để điều tiết giải tỏa. Gần đây hơn là vụ kẹt xe ở khu vực nút giao thông An Phú vào tối 10 tháng 11, khi hàng ngàn xe các loại từ các hướng đổ về đây bị kẹt cứng, kể cả xe công vụ, xe cứu thương. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 30 tháng 12, Nga tố Ukraine dùng bom chùm ở Belgorod khiến cho 20 người, trong đó có 2 trẻ thiệt mạng và 111 người bị thương. Vùng Belgorod tiếp giáp phía bắc Ukraine, giống như các khu vực biên giới khác của Nga, đã hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái suốt cả năm qua. Báo Kommersant dẫn một nguồn tin thân cận với Ủy ban điều tra Nga cho biết, tên lửa bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng ở vùng Kharkov của Ukraine đã bắn trúng một sân trực băng ở quảng trường nhà thờ trung tâm, một trung tâm mua sắm và các tòa nhà dân cư. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng hãng tin RBC Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết lực lượng Ukraine đã chỉ đạo bắn vào các mục tiêu quân sự ở Belgorod để đáp trả cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga vào các thành phố của Ukraine ngày hôm trước. Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công vào Belgorod, chính quyền Ukraine cho biết hai tên lửa S-300 của Nga đã bắn trúng trung tâm Kharkov khiến 21 người bị thương, trong đó có hai cậu bé 16 và 14 tuổi. Ngày 30 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã đăng tải video quay cảnh phá hủy một đường hầm ở phía bắc dải Gaza. Đây được cho từng là nơi ẩn náu của ông Yahya Sinwar, lãnh đạo Hamas ở Gaza. IDF cho biết, trong quá trình kiểm tra căn hộ, các binh sĩ Israel đã phát hiện một trục đường hầm sâu 20 mét ở tầng hầm. Trục này dẫn đến một đường hầm dài 218 mét, có mạng lưới điện, hệ thống thông gió, xử lý nước thải và các phòng cầu nguyện. Giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra ác liệt ở dải Gaza và được dự báo còn kéo dài nhiều tháng. Theo thống kê, đến nay đã có hơn 21.500 người ở Gaza thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị khán giả, hôm
hôm nay ngày chủ nhật cuối cùng của tháng và cũng là ngày cuối cùng của năm 2023. Thời tiết ghi nhận khá đẹp trên khắp cả nước, thích hợp cho các hoạt động vui chơi và nghỉ Tết Dương lịch 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, mưa rào rải rác. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng, ngày và đêm mai 1 tháng 1 2024, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chỉ còn vài giờ nữa sẽ bước sang năm mới 2024. Bản tin 30 giây nóng của báo Tuổi Trẻ kính chúc quý khán giả cùng gia đình một năm mới vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chào và hẹn gặp lại!